chúng ta bây giờ chuyển qua nói tới một số những cái sự kiện nổi bật trong tuần này đi thì thật ra cũng không có nhiều sự kiện đâu chúng ta có ngày thứ tư và ngày thứ năm trong tuần này đó chúng ta sẽ có hai đời phát biểu đến từ chủ tịch fed john powell không biết ông ta sẽ nói gì các bạn tại vì chúng ta thấy được là ngày thứ sáu của tuần này chúng ta sẽ có thông tin liên quan tới chỉ số phần trăm lạm phát pce và PC đã đi sau CPI các bạn chúng ta thấy là chỉ số CPI cũng đã có sự suy giảm ước tính bây giờ đó thì core PC cái mà chủ tịch John Powell quan tâm tới nhiều nhất Thấy có sự suy giảm nhưng mà cũng thấp thôi các bạn từ 4.7 đến 4.6 nhưng mà nhiều khi đó thường cảm thấy là chúng ta có cần nên tiếp tục quan tâm nhiều đến những chỉ số này hay là không tại vì các bạn thấy là hầu như đó chủ tịch John Powell cũng đã rất quyết tâm là sẽ tiếp tục tăng thêm lãi suất ước tính là thêm hai lần nữa tuy nhiên các bạn thấy là thị trường thì nghĩ là một lần nữa mà thôi chúng ta thấy được là bây giờ đó 71 là 71.9% là nghiêng về là Fed trong cuộc họp tháng 7 ngày 26 tháng 7 đó thì sẽ tăng thêm lãi suất 0.25. Chúng ta chỉ còn có 4 cuộc họp nữa mà thôi, tháng 7, tháng 9, tháng 11 và tháng 12 và ngay thời điểm bây giờ đó thì hầu như khả năng giảm lãi suất năm nay đó đã không còn bao nhiêu nữa các bạn và đương nhiên đây là một điều mà cũng khiến cho nhiều người cho đó có thường thì cũng hơi thất vọng một chút chúng ta hãy xem coi là chủ tịch John Powell sẽ có những quyết định như thế nào nhưng mà nếu như ông đã quyết định tăng thêm lãi suất thì những chỉ số pce chúng ta cũng không cần quan tâm nhiều đâu các bạn nhưng mà một điều khác nữa chúng ta cũng thấy là tiếp tục có nhiều công trái phiếu của Hoa Kỳ sẽ được bán và chúng ta thấy là trong tuần này đó chúng ta đã nhìn thấy trên màn hình sẽ có khoảng chừng là 293 tỷ đô la công trái phiếu sẽ được bán trong cây tuần này và những công trái phiếu trước đó thì sao các bạn được đề những công trái phiếu trước đó thì đều bán với cái phần trăm lãi suất phần lớn là hơn 5 phần trăm và cái nhu cầu mua vẫn rất là cao luôn để tôi lấy một số ví dụ giống như trong cái đợt này đó thì bộ tài chính chỉ muốn bán khoảng chừng là 36 tỷ mà thôi trong khi mà cái số lượng người Đấu giá đó là họ muốn bỏ ra tới 106 tỷ đô la Thì cuối cùng các bạn thì được cho 106 tỷ đô la đấu giá này ra Chỉ chọn ra 36 tỷ để thành công thu mua công trái phiếu mà thôi Đợt này cũng vậy các bạn Tổng cộng đó là bán khoảng chừng 45 tỷ Nhưng mà cái số lượng tiền đấu giá lên tới 149.5 tỷ Đợt này cũng vậy các bạn Bán đấu giá chỉ có 64 tỷ mà thôi Cái số lượng đấu giá lên tới 164 tỷ Chúng ta có thể tiếp tục xem những đợt khác Nhưng mà các bạn thấy được là cái thông điệp cũng giống nhau mà thôi công trái phiếu Hoa Kỳ bây giờ đó cái uh, nhu cầu thu mua vẫn đang rất là cao và chúng ta không biết là ai đang thu mua nhưng mà khả năng đó là không phải là Fed thôi các bạn tại vì nếu chúng ta nhìn vào uh, cái bảng cân đối kế toán của Fed đó, thì chúng ta vẫn thấy được là tính tới cái uh, tuần ngày 21 tháng 6 đó kinh tế 4 ngày thì so với tuần trước đó tài sản vẫn giảm xuống các bạn cái đường màu xanh này tiếp tục giảm xuống Có nghĩa là không có dấu hiệu là chúng ta thấy là Fed thu mua nhiều không trái phiếu Chúng ta thấy cái đường này đã đi ngang khoảng chừng là 2 tuần Nhưng mà sau đó chúng ta lại thấy đã giảm xuống Hôm nay là ngày Chủ nhật Thì hàng tuần Chủ nhật ta sẽ cùng các bạn trung bình giá cái account demo Ở trên CoinCashGo Chúng ta đã biết là đây là cái account mà chúng ta đã cùng nhau gây dựng Cách đây hơn một năm các bạn Và để nhắc lại các bạn nhớ đó Thì đối với lại BTC chúng ta đã trung bình giá từ ngày 4 tháng 4 năm ngoái tới bây giờ mỗi tuần 100 đô cho account demo này bắt đầu từ mức là BTC 46.622 cái giá trung bình chúng ta thu mua là 23.013 đô trong thời gian hơn một năm qua các bạn và hiện bây giờ đó đối với BTC thì account này đang có lời là 32% Ethereum thì cũng tương tự các bạn chúng ta cũng đã chung mình giá cùng ngày đó và bắt đầu từ mức 3.514 mức trung bình giá chúng ta thu mua là 1.587 và đang có lãi hiện tại là khoảng 19.4% tổng account này đó đang có lãi khoảng chừng là 25.7% cho dù giá của BTC và Ethereum đã rất xa so với cái mức chúng ta bắt đầu từ 46.000 đô cho một BTC hay là Ether từ mức 3.500 đô nhưng mà vẫn có lãi. Đó chính là công dụng của trung bình giá dài hạn các bạn. Và hôm nay cũng như thường lệ chúng sẽ tiếp tục trung bình giá 100 đô vào Ether 100 đô vào BTC Thật ra đối với lại trung bình giá đó thì trung giá hơn một năm cũng là con số không có nhiều đâu các bạn Thường trung bình giá là tính theo nhiều năm Khi mà chúng ta bắt đầu thấy được kết quả trung bình giá nhiều năm cộng với lại thị trường này bắt đầu thực sự có sự hồi phục Bắt đầu đi vào bull run thì chúng ta mới thấy được cái phần trăm này đó nó mới có sự tăng trưởng như thế nào một trong những điều mình thường cũng hy vọng truyền đạt với các bạn đó là nhiều người nghĩ là đầu tư vào BTC thì không có lãi nhiều thật cái cũng không có hẳn đâu các bạn đương nhiên không thể nào mà chúng ta nói đầu tư BTC mà trong vài ngày có lãi như là các bạn đầu tư vào Pepe khi mà nó tăng trưởng à, mấy trăm phần trăm cái ngàn phần trăm được nhưng mà đầu tư vào BTC đó thì có một lợi thế đó chính là thời gian và có nhiều chu kỳ thời gian trung bình giá dài hơn thì lãi đó nó sẽ trở thành giống như lãi kép gì các bạn giống như là lãi đợt này tiếp tục lãi đợt kế tiếp và khi các bạn thu mua đó thì các bạn có thời gian dài hơn để mà tích lũy có nghĩa là các bạn có được con số tiền lớn hơn cái phần trăm lãi suất cộng với lại số tiền lớn các bạn tích lũy dài hạn sẽ cho các bạn có một cái lợi nhuận không hề tầm thường đâu đó là điều mà thường hy vọng truyền đạt với các bạn khi mà chúng ta nhìn vào cao này nhưng mà chưa phải bây giờ bây giờ đó thì lãi có 25% mà thôi các bạn Chúng ta hãy bắt đầu chung mình giá 100 đô vào BTC và 100 đô vào Ethereum thì đương nhiên giá tăng nhiều bạn vui nhưng mà khi mà giá tăng đó thì những bài nào mà chung mình giá thì sẽ không vui đâu tại vì cùng một số tiền các bạn mua được ít BTC hơn Trung bình giá mà có hiệu quả nhất đó chính là thời điểm downtrend khi mà giá đi hàng ngàn hay là đi xuống đó, đó chính là thời điểm tốt nhất để trung bình giá tại vì các bạn muốn càng trung bình giá giá càng xuống thấp chứ không phải là càng trung bình giá giá càng tăng cao. Đó là một quan điểm sai lầm mà nhiều bạn khi mà bắt đầu trung bình giá nghĩ là trung bình giá khi mà chúng ta bắt đầu uptrend, không phải các bạn, trung bình giá khi mà downtrend mới có hiệu quả như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Chúng ta bây giờ hãy mua 100 đô BTC thì 100 đô BTC bây giờ có thể mua được bao nhiêu BTC các bạn? Wow, chỉ mua được có 0.0 033 mà thôi Tôi sẽ bấm submit Và coi như chúng ta cũng đã thành công trung bình giá BTC cho tuần này Như các bạn đã thấy trên màn hình Chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự đối với Ethereum Thì 100 đô có thể mua được bao nhiêu Ether Thì 100 đô bây giờ Ether mức 896 thì có thể mua được 0.0528 Ether mà thôi các bạn Tôi sẽ bấm submit Rồi chúng ta coi như cũng đã trung bình giá xong cho tuần này à, Như là Thuận đã chia sẻ với các bạn Chúng ta hiện giờ đang có lợi là 25% Chúng ta sẽ trở lại tuần sau để tiếp tục trung bình giá Và thường đó thì mỗi hai tuần Thuận mới cập nhật danh mục đầu tư với các bạn một lần Nhưng mà hôm nay đó, Thuận muốn cập nhật Để các bạn nắm bắt được là account của Thuận bây giờ ra sao Thì nếu tính riêng vào crypto đó thì các bạn thấy được là phần lớn 69% bây giờ Thuận vẫn đang lưu trữ đó chính là BTC Ethereum đó là 21.8%, BNB là 4.9%, Cardano là 1.9%, XRP 0.9% Matic là 0.3, Dogecoin là 0.5 và Solana là 0.3% và phần còn lại rất là nhỏ các bạn, chỉ có 0.05% là một đồ số những đồng nhỏ khác. Có rất nhiều bạn hỏi thôi nên là trong cái sự kiện liên quan tới SEC kiện một số sàn và nói một số đồng là chứng khoán thường có làm gì hay chưa? có đổi hay là có ý định bán đồng nào hay không và thứ nhì nữa đã đối với sự tăng trưởng gần đây đó thì thuận có chút lợi hay không thì câu trả lời cho cả hai là không các bạn thì bây giờ đó thì những đồng mà thường lưu trữ vẫn ở đó chưa bán đồng nào hết. Ngay cả BDC cũng vậy các bạn. Gần đây tăng trưởng nó cũng vẫn chưa có chốt lời phần nào. Khi chốt lời thì thường nhiên sẽ báo với các bạn để các bạn nắm bắt được. Tại vì đây là một chuyện điều mà thường từng hứa với các bạn. Để các bạn có thể hiểu được thường đang lưu trữ đồng nào và đang lưu trữ bao nhiêu phần trăm. Nó sẽ rõ ràng hơn khi mà thường chia sẻ thông tin hàng ngày. Và chúng ta thấy được là nếu như tính... Uh, Tổng tài sản đó thì hiện bây giờ tiền mặt của Thượng nó còn khoảng chừng 7.79%, crypto là 58.13%, cổ phiếu là 4.09 và bất động sản là khoảng chừng 30% các bạn. Và đối với lại Thuận đó, thì nếu như mà BTC tiếp tục tăng trưởng hơn một chút nữa thì Thuận sẽ chốt lại một phần để mà cân bằng lại cái danh mục đầu tư này. Tại vì tối Thuận nên Thuận thích tiền mặt nó nhiều hơn chút. Một số bạn hỏi Thuận là cái tiền mặt của Thuận bây giờ dưới 8% có phải là ít quá không để mà tiếp tục chung mình giá Thì thật ra khi mà chúng ta nói tới chung mình giá đó là Thuận vẫn đi làm các bạn vẫn có tiền từ công ty để tiếp tục chung mình giá chứ không phải là chỉ dựa vào số tiền mặt này đâu Và đây cũng là một trong những điều Thuận đã có giải thích trong những video trước đây liên quan đến chung mình giá là một trong những cái điều khó khăn của chung mình giá đó chính là các bạn cần phải giữ một cái tâm trạng ổn định không dễ dàng bị lung lay bởi tin tức hay là bị lung lay bởi những cái thông tin phết hay là bị phô mô, Trung bình giá đó các bạn cần phải có một cái kỷ luật dài hạn Và điều quan trọng hơn đó là các bạn cần phải đảm bảo có một cái nguồn vốn để tiếp tục trung bình giá dài hạn và thường nên nguồn vốn đó phải đến từ các bạn đi làm nếu như các bạn trung bình giá mà các bạn đứt vốn đó thì sẽ rất là khó chịu đó là điều mà thuận muốn chia sẻ ở đây và nhiều bạn hỏi thuận là thuận tin tưởng btc như vậy thuận chúc lời như vậy thì có thấy tiếc hay là không cái cảm giác tiếc đó là mỗi cảm giác mà sẽ ảnh hưởng rất xấu đối với lại việc đầu tư của các bạn khi các bạn đầu tư rồi đó thì tất cả các quy định các bạn đều phải chấp nhận rủi ro và cũng ngược lại các bạn sẽ hưởng được lợi ích nếu như mà quy định nó đã quy định đúng không quyết định nào là một phần trăm hết các bạn cũng giống như là thuận chia sẻ với các bạn liên quan tới là bây giờ đầu tư rồi chờ đợi hay chờ đợi để đầu tư cả hai đều có lợi và có hại hết các bạn cần phải đưa ra quyết định và khi đã đưa ra rồi đó thì các bạn cần phải chấp nhận với cái quyết định đó điều quan trọng hơn đó là không phải các bạn nghĩ là lỡ như bán bây giờ rồi giá cả tiếp tục tăng đó thì ra sao hoặc là ngược lại không mua bây giờ giá cả tăng thì sẽ ra sao mà các bạn cần phải nói là lỡ như điều đó xảy ra thì các bạn sẽ làm gì tiếp tục các bạn có thể chấp nhận quyết định của mình hay là không. Nếu như các bạn cứ có cảm giác tiếc nuối hoài đây thì các bạn sẽ không thể ra quyết định được. À, và nếu như các bạn nhìn vào cái sự chia sẻ bao nhiêu năm qua liên quan đến chốt lời, các bạn hãy cho màn hình lên thùng chia sẻ biết là bao nhiêu thông tin liên quan đến chốt lời ở nhiều thời điểm khác nhau. Có những lúc mà thùng chia sẻ chốt lời đó lúc đó là trước khi có sự tăng trưởng của năm 2021 nữa các bạn. Lúc đó đó là giá của BTC là khoảng chừng 20.000 đô. Có lúc thường chốt lời ở mức là 30.000, 40.000 thậm chí là 50.000, 60.000 cũng có lúc thường chia sẻ chốt lời. Nếu như mà cứ có cảm giác tiếc núi hoài đó thì các bạn sẽ tiếc hơn khi mà các bạn không có chút lợi những mức là 60.000 đô rồi thấy được giá BDC chỉ còn có 15.000 đô hay là ngược lại cái nào khiến cho các bạn có cái sự tiếc nói nhiều hơn và quan trọng hơn đó đó là cái suy nghĩ sẽ khiến các bạn như thường ta chia sẻ đã không thể ra quyết định được cái điều quan trọng hơn là các bạn cần phải hiểu rõ được là mình đang làm gì và tại sao mình lựa chọn đầu tư vào crypto từ ngày đầu tiên có thể là các bạn đầu tư vào crypto thì các bạn à, muốn mua nhà các bạn muốn lấy vợ các bạn muốn có tiền để đầu tư vào một mảng khác các bạn muốn có tiền để các bạn kinh doanh các bạn muốn có tiền để các bạn giúp đỡ gia đình thật ra tất cả những gì mà các bạn muốn dùng tiền của mình để làm đó thì đều đúng hết miễn là các bạn biết mình đang làm gì mà thôi. Không ai có thể nói với các bạn là các bạn nên dùng tiền của mình làm gì và các bạn cũng không nên để ai nói các bạn các bạn nên dùng tiền của mình để làm gì? Tại vì tiền của các bạn là các bạn phải đánh đổi bằng công sức, các bạn phải đánh đổi bằng thời gian chứ không phải là tự nhiên mà có. Các bạn cần phải chấp nhận rủi ro. Quan trọng là các bạn sử dụng một cách nào đó các bạn cảm thấy là hợp lý là được. Nhưng mà cái anh Thuận muốn chia sẻ hơn đó là khi các bạn đã đạt được cái đó rồi, thì nếu như mà các bạn không có chút lợi để thực hiện cái đó, thì các bạn đầu tư để làm gì? không lẽ các bạn đầu tư chỉ để đầu tư hay là sao đương nhiên lúc nào cũng vậy thuận muốn lưu trữ tài sản nhiều hơn là thuận lưu trữ tiền mặt và tài sản đó nó có thể ở rất nhiều dạng khác nhau như là các bạn thấy là thuận cũng chút lời nhưng mà dùng tiền đó để mà đi thu mua bất động sản vân vân hay là thu mua thêm cổ phiếu điều quan trọng hơn đó là thuận ít quan tâm đến giá của thị trường là bao nhiêu mà thường quan tâm nhiều hơn là cái mức giá thu mua là bao nhiêu cho nên có thể nhiều bạn cảm thấy uh, khó hiểu trong khi mà giá BTC đang ở cái mức là hai mấy ngàn thuận lại muốn chút là một phần tại vì lúc đó là cái lúc mà thường cần phải cân bằng lại và lúc nào cũng vậy mọi người sẽ có một cái quan điểm và rủi ro khác nhau và thuận luôn muốn có một cái sự cân bằng giữa bất động sản cổ phiếu crypto và tiền mặt và đương nhiên crypto luôn là một phần mà thuận sẽ có cái tài sản nhiều hơn tại vì thuận có lòng tin nhiều hơn là đây là một cái mảng đầu tư sẽ mang đến lợi nhuận và đương nhiên một phần khi mà thuận chút lời cũng dùng để mà sử dụng trong những gì mà mình thích các bạn không có gì gọi là sai hết và thậm chí tiền đó có thể dùng để mà tiếp tục đầu tư ngược, ngược trở lại cho thị trường crypto này để có thể tích lũy thêm crypto có thể có được lợi nhuận cao hơn sau này thường con có thể ngồi ở đây chia sẻ với các bạn Tại vì Thuận có một cách quản lý rủi ro riêng Và các bạn cũng sẽ có một cách quản lý rủi ro riêng Phân phối tài sản riêng cho mọi người Và đây cũng là một trong những điều mà Thuận thường hay nhắc các bạn Có một số quy định Thuận luôn theo Thứ nhất là đừng tin ai Thứ nhì là tự tìm hiểu Thứ ba là tự giữ crypto Thứ tư là nhớ chúc lời Thứ năm là các bạn cần phải phân bổ vốn Thứ sáu là không bày mượn Và thứ bảy zoom out đầu tư dài hạn Luôn là tiêu diệt của kênh này Hy vọng các bạn nhận được um, giá trị của cái chia sẻ này ngày hôm nay Và cuối cùng đó thì có một cái thông tin cũng khá thú vị các bạn Ngân hàng ở Nhật Bản đó, đó chính là ngân hàng MUFG Ngân hàng này ấy, họ muốn phát hành uh, một cái stablecoin để được sử dụng Và họ sẽ phát hành thông qua một cái mạng lưới gọi là Prodmat Thường đầu tiên biết tới cái uh, blockchain này các bạn uh, Và thuận lên mạng tìm hiểu đó thì cũng không có nhiều thông tin liên quan tới Prodmat này là như thế nào Hoạt động ra sao nhưng mà nó nhìn như đây là một cái uh, mạng lưới blockchain tư nhân uh, được xử lý giữa những công ty như là MUFG, uh, GPX, NTT Data, SBI Holdings và SMBC họ sẽ sử dụng cái stablecoin này và đây một cái stablecoin mà sẽ dựa vào một đồng pháp định và trong đây đó họ nói là có thể những đồng như là đồng US Dollar sẽ sử dụng một đồng pháp định ở nước ngoài chứ không phải là đồng uh, yên của Nhật Bản và đây là cái sự chia sẻ đến team các bạn nào mà biết hơn về product matter, nhưng mà nào mà sống ở Nhật Bản mà làm việc trong ngành ngân hàng thì có thể comment bên dưới để mọi người hiểu hơn và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thùng Capital thì có thể bấm vào cái link mình dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay để giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thu Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn Và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn Nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có nói biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short